Vâng, xin chào bạn. Tiếp tục mình lại quay trở lại rồi đây. Mình là Thuận Quang. Và hôm nay lệnh tiếp theo mình chia sẻ cho tới tất cả các bạn đó là lệnh Polygon. Lệnh số 8 này. Đây là một cái lệnh cũng tương đối là nhiều những cái tính năng hay mà mình muốn chia sẻ tới các bạn trong quá trình mình sử dụng. Đấy, lệnh này chức năng đó là vẽ đa giác đều và lệnh tắt là POL. Thì trong cái lệnh này thì theo mình được biết thì nó có 3 tính năng rất là hay, tương với ba cái lệnh con, đó là C, I và E. Ở đây thì mình có chú thích là lệnh E là lệnh đặc biệt nhất, còn lại là C, I nó kiểu nội tiếp ngoại tiếp thôi, còn E là nhập theo kiểu độ dài cạnh. Thì ba tính năng con là C, I và E này thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn ở trong cái lệnh POL này nhá, là như thế nào đó. Thế thì các bạn cùng quan sát lên trên màn hình AutoCAD. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ạ. Ở đây các bạn mở AutoCAD lên và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành với lệnh POL vẽ đa giác đều, đúng không ạ? Đó, sau khi các bạn nhập vào dòng lệnh command thì chúng ta sẽ có được cái là lệnh polygon ở đây. Thì ngay lập tức AutoCAD nó hỏi chúng ta điều gì ạ? Các bạn muốn vẽ hình đa giác đều với số cạnh là bao nhiêu? Ở đây mặc định nó để là 4 này, hoặc là cái thông số mà bạn vẽ gần nhất đang là 4. Nếu mà 4 thì bạn sẽ vẽ thành hình vuông, được chưa? Vì nó đều hết mà. Đấy, 4 hình vuông, còn ngũ giác, lục giác thì bạn có thể nhập 5, 6, 7, 8 tùy ý, được chưa? Còn nếu bạn nhập lên 1.000 thì nó sẽ thành kiểu dạng hình tròn rồi, tại vì cái số cạnh nó quá nhiều thì nó sẽ có xu hướng là hình tròn. Ở đây mình sẽ nhập những số cạnh mà nó nhỏ hơn 10 nhá. Ở đây ví dụ mình nhập số cạnh là 7 đi, mình thích con số 7 này, con số lẻ này rất là hay. Đấy, ấn cách thì tại đây nó hỏi chúng ta sẽ có những tính năng con. Tiếp theo là các bạn hãy lựa chọn tâm của hình polygon, được chưa? Thì cái tâm này, đây là một câu hỏi đầu tiên này. Thì các bạn có thể nhập tâm bằng cách là bạn chỉ ở trên màn hình, hoặc là các bạn có thể là nhập cái thông số, cái điểm ở trên mà các bạn biết trước rồi, x, y là bao nhiêu, bạn nhập x vào đây và nhập y vào đây. Thông thường thì cách này không bao giờ dùng, được chưa? Rất ít người dùng, được chưa? Rất hiếm người dùng cái cách này, mà chúng ta sẽ lựa chọn theo kiểu bắt điểm là bắt ở trên màn hình luôn, hoặc là tự chọn một điểm trên màn hình đó. Thế sau khi chúng ta chọn qua cái bước là chọn điểm tâm rồi thì nó hỏi chúng ta là hai trường hợp. Một là y, được chưa? In circle, hai là c. Đấy, about circle. Y tức là đây là một cái hình gọi là đa giác đều và nó nội tiếp đường tròn. Đấy, c là một đường đa giác đều ngoại tiếp đường tròn. Thì nội tiếp ngoại tiếp là như nào thì bạn có thể hiểu. Ở đây mình sẽ thoát lệnh ra nhá, và mình vẽ một cái đường tròn như này để bạn dễ hình dung này. Đây. Ở đây cái đường tròn này mô phỏng mình đang kiểu vẽ là kiểu tượng tượng trưng thôi, để bạn dễ hình dung thế nào là nội tiếp và ngoại tiếp, đúng không ạ? Gõ lại lệnh POL này. Đấy, tại đây nó bảo là nhập là số cạnh là 7, mình muốn nhập là 7. Ok, qua bước này. Tiếp theo nhập tâm. Giả sử cái tâm của hình đa giác đều đó thì mình sẽ lựa chọn tâm trùng với tâm đường tròn này, mình bắt điểm vào đây. Đấy thì với trường hợp đầu tiên là y, đúng không ạ? Các bạn thấy chữ y không ạ? Đấy là nội tiếp đường tròn. Đấy. Bạn nào học hình học cấp 3 sẽ nhớ là y là nội tiếp, c là ngoại tiếp. Thế y là nội tiếp thì nó sẽ như nào? Khi bạn lựa chọn tính năng này, các bạn phải nhập chữ y, chọn nhanh, y ngắn này, cách này. Thì chúng ta sẽ có được một hình polygon tâm là trùng với tâm đường tròn chúng ta đã chọn. Và cái điểm các bạn thấy không? Khi bạn chọn tính năng y thì tâm nó ở đây và cái điểm mà bạn đang nắm này để bạn kéo co kéo hình cái hình đa giác này nó là ở cái phần góc, được chưa? Đây, phần góc, không phải cạnh nhá, nó là ở góc. Đây. Nó ở cái góc này. Đấy, thì khi mà cầm góc này thì bạn bắt điểm vào đường tròn này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là nội tiếp, đúng không? Ngược lại với vẫn là hình tròn đó, nhưng nếu bạn lựa chọn là tính năng là C thì sao ạ? Thì khi này nó sẽ cầm vào đâu ạ? Nó sẽ không cầm vào góc nữa mà nó cầm vào điểm cạnh. Thì ngay lập tức các bạn dễ hiểu, nếu mà bắt vào đường tròn, một cái đường tròn cho sẵn thì nó sẽ là gì? Cầm vào cạnh thì nó bắt điểm vào, nó sẽ là nằm ở ngoại tiếp đường tròn, được chưa? Đây mình có thể là tô cái đường tròn này, bạn nhìn. Đấy. Các bạn thấy không? Hai trường hợp. Cái đường tròn này là mình chỉ là mô phỏng nhé, các bạn có thể xóa đi. Hoặc là vẽ không cần cái đường tròn đó, nhưng ở đây mình vẽ mô phỏng để bạn biết là thế nào là nội tiếp và ngoại tiếp, được chưa? Đó, một cái là nội tiếp, một cái cầm vào góc, bắt vào đường tròn thì nó sẽ là nội tiếp. Một cái cầm vào cạnh, đấy, bắt vào đường tròn nó sẽ là ngoại tiếp. Thì đấy là cách các bạn sẽ vẽ được một cái hình đa giác đều. Thực tế thì các bạn sẽ vẽ như nào?
Polygon này, cạnh là 7 đúng không ạ? Và nhập tâm vào bạn có thể là kéo bất kỳ được chưa? Đó, không cần phải có một cái đường tròn có sẵn nhé. Nhưng mình phân tích là có một đường tròn ảo đây thì các bạn sẽ biết là nội tiếp ngoại tiếp là như thế nào. Đấy. Ngoài ra thì tính năng thứ ba mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là ngoài cái Y, cái C thì nó một tính năng là E, là vẽ đường tròn theo kiểu là nhập độ dài cạnh. Ví dụ như sau này, ví dụ mình muốn là vẽ một cái hình đa giác đều với cái cạnh của nó là đều nhau hết đúng không? Và cái cạnh nó đều nhau và phải đều bằng 1.000 cơ. Đấy, cạnh ở đây đang là bao nhiêu? 1.600, nhưng mình muốn nó chỉ là khoảng 2.000 đi. Tất cả cạnh này bằng 2.000 thì các bạn sẽ phải quản lý nó như thế nào? Thì có một tính năng rất là hay, POL này. Đấy, thì tại cái bước này là nó chưa có tính năng con nào đúng không? Các bạn vẫn muốn nhập lòng 7 thì ok, qua cái bước số 7 này. Thì tại đây các bạn chưa nhập tâm vội nhá. Ở đây nó hỏi bảo các bạn là hãy lựa chọn điểm tâm. Thì lúc đấy mình đã thử hai trường hợp kia là nhập xác định điểm tâm rồi của hình polygon, hoặc là thử một tính năng thứ hai. Đây, tính năng E nó nằm ẩn ở trong này này. Nha các bạn nhé. Tính năng E nằm ẩn trong này. Đấy, các bạn có thể bấm phím xuống ở trên bàn phím nó ra cái tính năng S là cạnh. Vẽ đường polygon theo kiểu là xác định kích thước của cạnh. Đấy, các bạn có thể nhập chữ E để chọn nhanh tính năng này. Đó. Thế tại đây chữ E rồi thì nó bảo là gì? Cái xác định cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cái cạnh đó. Ví dụ mình chọn điểm bắt đầu ở đây. Đấy. Và các bạn thấy điều gì ạ? Các bạn thấy không? Cái điểm bắt đầu ở đây và cái điểm kết thúc mình đang cầm ở đây, tức là cái đoạn mà các bạn đang có kéo chính là độ dài của cái cạnh đa giác đều này. Và các bạn có thể nhập cái thông số cạnh đấy vào đây, điều khiển nó ở đây. Đấy, ví dụ như các bạn có thể bật F8 để cố định được cái này, cái phần đáy của nó làm song song nhé, hoặc là bỏ đi. Đấy, ở đây trường hợp này mình bật song song lên để cho nó nằm song song với lại trục OX. Đấy, các bạn nhập là 2.000 nhỉ ạ. Đó, nhá, tích điểm đầu và nhập 2.000 thì nó sẽ cho ông ta được gì? Tất cả cái hình này là độ dài cạnh là 2.000. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay ho. Thì đấy là ba cái tính năng chính để vẽ được một hình polygon, được chưa? Một hình polygon là hình đa giác đều. Đấy, tần tật cái lệnh polygon này nó là như vậy, có ba tính năng chính. Một là bạn có thể vẽ một hình polygon theo kích thước cạnh đấy, cho trước là 2.000 hoặc là một cái thông số bất kỳ bạn dựa theo tính năng là E. Được chưa? Tính năng này là E. Tính năng này là ngoại tiếp đường tròn là C. Tính năng nội tiếp đường tròn là Y. Đó, tần tật cái cách vẽ của hình polygon này mình đã chia sẻ tới cho các bạn. Và chúc các bạn sẽ ứng dụng nó vào trong cái công việc của mình thật là tốt. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã xem video. Và đừng quên là hãy like và share video của mình nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích nhá. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin chào.